Xin chào tất cả mọi người Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để tạo tài khoản Facebook không có bị lỗi nhé Ví dụ như là Facebook nó không gửi mã xác thực về số điện thoại để mọi người đăng ký tài khoản Trước khi mình hướng dẫn thì mình cũng giới thiệu một chút là mình có dịch vụ tăng like, tăng follow của Facebook với lại các mạng xã hội khác nhé Nếu bạn nào muốn mua thì có thể liên hệ vào Facebook của mình tên là Vũ Văn Phan 500.000 người theo dõi nhé mọi người Đây là cái giao diện khi mà mình mới tải app về nha mọi người Còn nếu Facebook của mọi người đã từng đăng nhập vào điện thoại thì nó không có giao diện như này Nó hơi khác một xíu nhưng mà ở dưới nó sẽ có mục tạo tài khoản Để tránh cái trường hợp bị lỗi xảy ra hoặc là khi mà tạo xong nick của mọi người bị khóa Thì mọi người lên xóa ứng dụng đi Rồi tải lại ứng dụng Facebook mới nhé Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người Nhấn vào mục tạo tài khoản Ở đây thì mình sẽ nhấn vào mục bắt đầu tiếp tục mình sẽ nhập họ với lại tên rồi sau khi nhập họ và tên xong thì mình sẽ nhấn tiếp tục nha mọi người rồi đây mình sẽ chọn ngày tháng năm sinh chính xác với giấy tờ của mình để tránh trường hợp sau này Facebook của mình bị khóa thì mình có thể khôi phục lại link Facebook của mình nhé mọi người còn nếu mọi người nhập sai thì sau này muốn khôi lại phục lại mật khẩu thì rất là khó tại vì nó sẽ yêu cầu căn cước hoặc là giấy giấy tờ tùy thân của mình nhé mình sẽ nhập đúng với này ngày tháng năm sinh của giấy tờ của mình nhé đó sau khi chọn xong thì mình sẽ nhấn đặt rồi ở đây mình sẽ nhấn tiếp tục rồi, ở đây mình sẽ chọn giới tính là chọn là nam của mình giới tính là nam nhé mọi người còn nếu mọi người nữ thì chọn nữ thôi tiếp tục rồi ở đây sẽ yêu cầu nhập số điện thoại nếu mọi người sử dụng số điện thoại thì nhập số điện thoại còn nếu mọi người không sử dụng số điện thoại thì có thể nhấn đăng ký bằng email email hồi tức là gmail ấy. gmail là à, khi mà mình mua điện thoại về chắc chắn là người ta sẽ tạo ra một cái tài khoản gmail cho mình hoặc là mọi người có thể tạo rất là dễ thôi ở đây mình sẽ nhập số điện thoại nha mọi người số điện thoại thì mình của mình ví dụ 034 này 22339 thì cái số 0 ở đầu mình sẽ bỏ đi nha mọi người nếu mọi người ghi số công ở đây là rất dễ bị lỗi Facebook nó không biết số điện thoại nào để gửi mà mình phải ghi cái mã vùng là cộng 84 nói chung là mười bỏ cái số không đầu tiên nhé cộng 84 này Việt Nam đấy rồi đằng sau là số điện thoại của một người chín đó rồi mình sẽ nhấn tiếp tục thì nó sẽ gửi mã về số điện thoại cho mình nhé phải nhập chính xác như vậy nhé mọi người rồi đây tạo mật khẩu thì mình sẽ nhập mật khẩu nhé mình sẽ ẩn cái mật khẩu của mình Rồi mình sẽ nhấn tiếp tục Nó hỏi mình có muốn lưu thông tin đăng nhập không Rồi mình nhấn lưu luôn nhé Rồi tiếp tục cũng hỏi mình có đồng ý với chính sách của nó không Mọi người muốn đọc thì đọc không đọc, đọc thôi cũng được Cái này mình chẳng bây giờ mình đọc Rồi mình nhấn tôi đồng ý luôn Rồi mình nhấn vào chữ không Tạo tài khoản mới nó hỏi mình có muốn tìm tài khoản cũ của mình không Tại vì số điện thoại mình đã từng đăng ký Facebook rồi Thì nó sẽ hỏi nhé Còn nếu bạn chưa đăng ký bao giờ thì nó sẽ không hỏi Thì mình sẽ bấm không luôn Tại vì mình sẽ tạo hai cái Facebook cùng một số điện thoại nha mọi người Mỗi một cái Facebook mọi người phải nhập một mật khẩu khác nhau nha Đừng có hai cái số hai số một số điện thoại mà nhập hai mật khẩu giống nhau là bao giờ nó đăng nhập lung tung đấy mọi người phải lấy ID ở trong Facebook của nó đăng nhập đấy nhá trường hợp mà nhập nhập, nhập chung số điện thoại rất là nhiều đây một cái số điện thoại này có thể nhập nhiều nhưng mà tự nó sẽ gửi thư rồi nhé nó gửi mã số xác thực này phải đúng là cộng 84 như vậy thì nó mới gửi nhé mọi người đó rồi bây giờ thì mình sẽ thêm ảnh đại diện nhé của bạn nào muốn nhấn còn muốn bỏ qua thì có thể nhấn bỏ qua cũng được nhé để thêm ảnh sau thì mình sẽ thêm đại ảnh đại diện vào trước nhé ở đây có hai hình thức, ví dụ mọi người muốn chọn ảnh từ thư viện thì bấm chọn dòng dòng ở trên nhé. Còn muốn chụp ảnh luôn hiện tại thì bấm chụp ảnh. Mình sẽ chọn ảnh từ thư viện nhé. Rồi mình sẽ chọn lại một tấm hình. Sau đó mình nhấn nhấn xong nhé mọi người. Mọi người có thể kéo để chỉnh sửa cái tấm hình nhé, bấm chữ chỉnh sửa nhé. Rồi mình bấm xong. Rồi, À, tạo thành công rồi nha mọi người ở đây nó muốn hỏi mọi người có muốn bật danh bạ không nếu mọi người bật thì nó sẽ tự động cập nhật những cái uh, số điện thoại mà đang đã đăng ký Facebook ấy vào trong Facebook để gợi ý cho mọi người cái lời mời kết bạn thông thường thì mọi người phải nhấn bật nhé để những cái người quen nó sẽ hiện lên mình kết bạn cho dễ còn đây mình không cần tại vì Facebook này nó Facebook phụ của mình thôi thì mình sẽ bỏ qua nhé mình sẽ bấm nút khác luôn rồi mình sẽ bỏ qua ở đây nó sẽ gợi ý cho mọi người những cái kết bạn nhé thì mọi người có thể thêm một số bạn bè đi một số bạn bè quen biết đây này thêm năm bạn hoặc nếu mọi người không muốn thêm thì có thể nhấn bỏ qua luôn cũng được đây mình bấm thêm năm bạn bè nhé cho nó có bạn bè đó vậy là mình đã tạo tài khoản Facebook thành công với nhé mọi người bây giờ có thể bấm vào đây để xem trang chủ của mình đó nó hỏi thiết lập trang cá nhân thì mình muốn thiết lập thì thiết lập còn đây mình khỏi nhé bỏ đi đây Facebook mình vừa tạo xong đây mọi người đó rồi mọi người muốn thêm bạn bè thì cứ bấm thêm bạn bè đi bấm vào cái mục này để thêm nhé còn nếu còn nếu không muốn thêm thì có thể mua mình có bán nha mọi người tốt nhất thì cứ mua à cứ cứ thêm bạn bè người quen biết đi còn người follow thì mình mua cho nó nhanh mình bán giá rẻ thôi có 50.000 một ngàn người thôi nhé rồi video của mình tới đây là kết thúc nha mọi người nếu mọi người có thắc mắc gì hoặc lỗi gì thì, thì mọi người cứ bình luận ở dưới video này đi mình sẽ giải đáp cho mọi người nhé cảm ơn mọi người rất là nhiều chào tạm biệt mọi người